Chào anh em nha, chào anh em quay lại với kênh YouTube của Tiến. Thì cái video hôm nay mình giới thiệu với anh em mình một cái mẫu súng bắn đạn cao su nằm trong các phân khúc là những cái dòng súng bắn đạn cao su cao cấp của bên shop Tiến á. Thì hôm nay mình giới thiệu với mọi người đó là con Glock 19C. Thì trước khi vào mình giới thiệu về sản phẩm về cái con Glock 19C này thì mình nhắc lại cái cách giao dịch mua bán bên shop mình một lần nữa cho những ai mới biết đến kênh của mình. Thì bên shop của Tiến thì chỉ có một cách giao dịch duy nhất, đó là chuyển khoản xong rồi mình mới gửi hàng. Lưu ý là chuyển khoản 100%, chứ shop mình không có nhận cọc, cũng không có ship code nè. Nên mình nói cụ thể từ ban đầu rồi, mình nói rõ cách giao dịch. Rồi nếu muốn liên hệ với mình thì cứ liên hệ theo số điện thoại mình để góc trái màn hình nè, 0706222435. Số điện thoại của mình có thể gọi alo gì đó cho mình, hoặc là nhắn tin thì mình sẽ gọi lại. Rồi, mình sẽ vào mình review cái con Glock 19C này nha. Thì đây là cái con Glock 19C. Con này thì nó được biên chế cho những lính đặc nhiệm của Mỹ. Nhưng mà biên chế là người ta là xài là đạn thật. Đạn quân dụng xài đạn thật. Còn cái mẫu này là cái mẫu bắn bằng đạn cao su nha. Mình xin đính chính lại là cái mẫu này là mẫu bắn đạn cao su. Thì cái dòng này nó được sản xuất ở Australia. Glock 19C nè, thì nó có hai bộ phận, nó có hai phần, phần trên và phần dưới. Thì phần dưới của nó được ốp cái kiểu nhựa nó nhám, còn phần trên là nó đen bóng luôn. Nó có hai phần như vậy. Rồi, cái đặc biệt ở cái điểm này nữa nè là cái cò của nó có hai lớp. Khi mà mình không có nè, có hai lớp á, đó. Khi mà mình không có đụng bật cái lớp dưới cùng thì không thể nào bóp cò được. Nó để hạn chế cái tình trạng cốp cò của mình đó. Nó rất là hay luôn. Rồi băng đạn của nó là gồm 14 viên nha. 14 viên đạn cao su 9 ly. Mình lưu ý nè, anh em mình xài những cái dòng này thì tốt nhất đó, khi mà mình không có để ở nhà hoặc là mình không có bỏ đạn vào trong cái súng, tốt nhất là mình nên tháo băng đạn ra, mình để riêng. Rồi băng thì cũng đừng nên vô đạn, tại vì mình vô đạn một thời gian dài á, làm cái lò xo của mình nó bị nén xuống, không nó ảnh hưởng cái súng. Và cái thứ hai nữa là để an toàn, mình không nên bỏ, nếu bỏ thì bỏ một hoặc hai viên thôi, không nên bỏ vào nhiều quá. Rồi không, mình tránh để cho những người không biết á, tại vì một cái phần đạn khi mình lên nó còn một cái viên ở trên nòng nữa, khi mà rút cái băng đạn ra thì khi mà lên đạn nó nhiều khi nó còn kẹt một cái viên đạn ở trên nòng, anh em mình lưu ý nha. Thì nó khi mà bóp cò nó sẽ nổ á. Nhiều anh em nó bị nổ như vậy rồi, mà rút kinh nghiệm để mình chia sẻ với anh em mình luôn. Là tốt nhất nên giật ra, giật cái line nó ra, mình xem kỹ càng nó có cái có còn viên đạn nào ở trên hay không nha. Mình kéo ra thì con này nó cầm nó rất là hầm hố, nó rất là chắc tay luôn, rất là đẹp. Anh em mình rất là nhiều người mua siêu tầm. Hiện tại con này là mình cũng có cách chốt rồi nha. Mình làm clip, mình quay, mình review cho anh em mình xem thôi. Thì mua cái con này thì mình báo giá luôn là 25 triệu. Mình tặng kèm theo 12 viên kẹo nè. Anh em nào mua thêm thì mua nha. Rồi, mình cũng xin kết thúc clip đây. Anh em xem kênh thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh giúp mình nha. Rồi, mình xin chào, xin tạm biệt tất cả anh em. Bye bye.